Thu Ngân và Diệu Anh mến chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin 17 giờ trên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, ngày 12 tháng 10 năm 2017 có những nội dung chính như sau. 18 người đang ngủ bị đất vùi ở Hòa Bình. Nghi phạm hãm hại cô gái Đức ở thành phố Hồ Chí Minh bị bắt. Truy tìm hung thủ xông vào nhà bắn chết người. Bắt đối tượng cướp 200 triệu đồng trong ngân hàng. Triệu tập chánh án đến phiên xử phó chánh án nhận hối lộ. Mỗi khách qua đêm tại thành phố Hồ Chí Minh phải trả 23.000 đồng một đêm. Tàu sân bay Mỹ tập trận sát Tây Nam Triều Tiên. Và sau đây là nội dung chi tiết. Ông Đinh Công Sử, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, 5 nhà dân tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc đã bị đất sạt lở từ quả đồi chôn vùi. Khi đó, trong 5 ngôi nhà có 18 người đang ngủ. Vị này cho biết, trong 10 năm qua, chưa từng xảy ra đợt mưa lũ nào lớn như năm nay. Hiện tại, cơ quan chức năng đã tìm thấy 8 thi thể người dân và đang tích cực tìm kiếm những người còn lại trong đống đất sạt lở. Một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phú Cường thông tin có 5 nhà dân bị sạt lở hoàn toàn. Vụ sạt lở xảy ra khi người dân đang ngủ nên không ai chạy thoát được. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu hộ Cứu nạn tỉnh Hòa Bình huy động 2 xe và gần 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để tìm kiếm cứu nạn. Đến 8 giờ sáng nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 7 người. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Thắng thông tin các tuyến đường tỉnh trên địa bàn đã tê liệt hoàn toàn vì ngập. Tuyến quốc lộ 6 huyết mạch qua tỉnh ngập nặng nhưng ô tô vẫn có thể di chuyển. Tuy nhiên, nguy cơ đất đá bất ngờ sạt lở là rất cao. Theo Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình, tính đến 7 giờ ngày 12 tháng 10, toàn tỉnh Hòa Bình có 39 người chết, bị thương và mất tích do mưa lũ. Theo đó có 40 người chết do mưa lũ phía Bắc. Cụ thể, huyện Đà Bắc có 8 người chết, 1 người mất tích, 7 người bị thương. Huyện Tân Lạc 6 người chết, 12 người mất tích. Huyện Kim Bôi 2 người chết, huyện Mai Châu 1 người chết, 2 người bị thương. Ngày 12 tháng 10, Công an huyện Nhà Bè bàn giao Akachukwu Donner, 33 tuổi, quốc tịch Nigeria, cho Công an thành phố Hồ Chí Minh xử lý theo thẩm quyền. Người đàn ông da màu bị cáo buộc dùng vũ lực hãm hiếp một nữ du khách người Đức 23 tuổi. Theo điều tra, Akachukwu Donner và cô gái gặp nhau ở phố Tây Bùi Viện, quận 1. Hắn rủ cô về chung cư huyện Nhà Bè chơi. Tại đây, Akachukwu Donner khống chế cô gái, thực hiện hành vi đồi bại. Khi thoát được ra ngoài, nạn nhân cầu cứu người dân trình báo cảnh sát. Ngày 12 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự BC45, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phát đi thông báo truy tìm hung thủ xông vào cửa hàng bán đặc sản Sóc Trăng, Bến Tre, số 230 đường Nguyễn Thị Nhỏ, phường 4, quận 11, bắn chết ông M.C.T., 45 tuổi, ngụ Cần Thơ, tạm trú quận 11 vào chiều ngày 8 tháng 1. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 8 tháng 1, ông Thơ đi thu tiền hàng, không rõ số tiền thu được, về đến nhà bị bắn 4 phát súng tử vong. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nạn nhân bị bắn 4 phát súng gây tử vong tại chỗ. Đáng chú ý, tại phòng làm việc của ông Thờ, cơ quan công an thu giữ một số cuốn sổ, phiếu sao kê giao dịch ngân hàng về việc thường xuyên chuyển tiền từ Việt Nam qua Campuchia với số tiền lớn và xác định ông Thờ hay liên lạc qua lại với đối tác ở Campuchia. Qua điều tra, BC45 xác định hung thủ gây án là nam giới khoảng 20-30 tuổi, cao 1m60. Ốm, mặc áo khoác đen, quần jean, đội mũ bảo hiểm màu đen, đeo khẩu trang. Đồng thời đi cùng hung thủ là một người đàn ông trạc 30-35 tuổi, cao khoảng 1m68, mặc áo sơ mi trắng, tay dài, mũ bảo hiểm màu trắng xanh, nói giọng miền Nam. Hai người đi xe máy hiệu Sirius, gắn biển số giả 68S1-32572. Cơ quan công an nhận định nhiều khả năng đây là vụ giết người do mâu thuẫn cá nhân, chứ không nhằm mục đích cướp tài sản. Nếu ai có thông tin gì về hung thủ và chiếc xe gây án, hãy thông báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc báo cho đội 9 PC45 Công an thành phố Hồ Chí Minh qua số điện thoại 069 318 7414.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 10 tháng 10, một người tên Xoa ngụy trang kín mặt cầm dao đến ngân hàng Liên Việt Postbank chi nhánh Bắc Ninh ở phố Thọ Môn, Đình Bản, Từ Sơn để cướp tiền của khách hàng giao dịch trong ngân hàng. Tại đây, Xoa biết chị Đinh Thị Thúy Hắc vừa làm thủ tục nhận tiền nên đã bí mật theo dõi, sau đó tiến đến uy hiếp chị Hắc, yêu cầu chị Hắc đưa tiền khoảng 200 triệu đồng. Do quá bất ngờ, nhân viên ngân hàng đã hô hoán cướp. Sau khi lấy số tiền của nạn nhân, Xoa bỏ chạy ra ngoài và lên xe tẩu thoát. Tuy nhiên, ở thời điểm trên, công an tuần tra chống trộm đã có mặt kịp thời, tổ chức truy bắt thành công đối tượng cùng tang vật liên quan. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố lời khai, hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Sáng nay 12 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đưa vụ án nhận hối lộ của bị cáo Trương Thị Hoa, nguyên phó chánh án Tòa án Nhân dân huyện Ea Cát Sẩy, ra xét xử sơ thẩm lần 4. Trước đó, cả 3 phiên tòa sơ thẩm được mở đã phải tạm hoãn. Bà Hoa bị truy tố vì nhận hối lộ 80 triệu đồng của ông Nông Văn Thục, 48 tuổi, trú EAK, tỉnh Đắk Lắk. Trong phiên tòa mở lại lần thứ tư này, tòa cũng đã trích xuất được ông Nông Văn Thục đang giam giữ tại trại giam Đắk Trung, huyện Cư Mờ Ga đến tòa. Đại diện Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết có 5 luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông Thục và vợ, nhưng có 3 luật sư không có mặt, nhưng không có lý do. Theo hồ sơ vụ án, sau khi nhận thỏa thuận của ông Thục, bà Hoa chỉ đạo ông Hoàng Lý Trí, thư ký phiên tòa, soạn 2 bản án dự thảo ghi xử phạt bị cáo Nông Văn Thục ...tháng tù và xử lý bị cáo Nông Văn Thục 1 năm tù nhưng cho hưởng treo. Cáo trạng cũng thể hiện hai ông Hoàng Lý Trí và Trần Văn Ly, chánh án Tòa án Nhân dân huyện EAK, có biết việc bà Hoa nhận tiền của ông Thục nhưng cả hai không tham gia, không thỏa thuận hay hưởng lợi từ việc làm của bà Hoa. Ông Trí còn yêu cầu bà Hoa phải báo cáo cho chánh án và ông Ly chỉ đạo phải trả lại tiền cho ông Thục. Chánh án Tòa án Nhân dân huyện EAK cũng nêu quan điểm không được xử án treo cho ông Thục. Vì vậy, theo cáo trạng, không có căn cứ xử lý hình sự đối với hai ông Trí và Ly. Sau khi hội ý, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho rằng các ý kiến của luật sư và Viện Kiểm soát Nhân dân có căn cứ nên tạm dừng phiên tòa để triệu tập những người này. Phiên xét xử sẽ được tiếp tục diễn ra vào sáng mai ngày 13 tháng 10. Ngày 1 tháng 9 năm 2017, Sở Du lịch gửi công văn đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho cơ chế thu mỗi khách qua đêm tại thành phố 23.000 đồng một đêm nhằm mục đích phục vụ công tác quảng bá xúc tiến du lịch và công tác nguồn nhân lực du lịch thành phố. Sở này viện dẫn căn cứ luật du lịch năm 2017 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Tại Điều 70 luật này quy định, thành lập quỹ hỗ trợ nên trên từ nguồn vốn điều lệ do ngân sách nhà nước cung cấp, ngân sách bổ sung hàng năm một phần trích từ nguồn thu phí tham quan, phí thị thực, các giấy tờ có liên quan đến xuất nhập cảnh và các nguồn thu hợp pháp theo quy định của pháp luật. Sở Du lịch cũng đề nghị giải pháp là hiện nay chưa có văn bản nào liên quan đến mức thu phí này, nên Sở đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao cho Hội đồng Nhân dân thành phố nghiên cứu, thẩm định và thông qua mức thu phí này. Sở còn ví dụ cụ thể ở nước Ý, thu khách du lịch từ 15 tuổi trở lên là từ 0,15 đến 2,18 euro một đêm. Đồng thời, Sở này cũng đề xuất cho phép thành phố mở văn phòng đại diện du lịch, thí điểm tại một số thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ để tăng cường công tác quảng bá du lịch thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu vấn đề trên. Ngày 11 tháng 10, tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận chung cùng tàu khu trục Shinkai thuộc lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản JMSDF ở vùng biển gần quần đảo Okinawa, Tây Nam Triều Tiên. Đây là một phần trong khuôn khổ cuộc tập trận chung giữa nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan với các tàu chiến Nhật Bản khởi động từ hôm 7 tháng 10. Các tàu chiến của Mỹ và Nhật Bản tham gia tập trận đã di chuyển qua eo biển Pasi, khu vực chiến lược nằm giữa Philippines và Đài Loan, và đi vào vùng biển nằm ngoài khơi Okinawa, Tây Nam Triều Tiên. Cuộc tập trận diễn ra một ngày sau khi hai máy bay ném bom B-1B của không quân Mỹ kết hợp cùng với chiến đấu cơ Hàn Quốc và Nhật Bản tập trận mô phỏng phóng tên lửa ở biển Nhật Bản và biển Hoàng Hải. Theo thông cáo của JMSDF, tàu khu trục Shinkai của Nhật Bản đang tham gia hộ tống tàu USS Ronald Reagan.
Các tàu này dự kiến sẽ tới biển Nhật Bản vào cuối tuần này để tiến hành các cuộc tập trận chung với Hải quân Hàn Quốc nhằm răn đe Triều Tiên. Cũng trong ngày 11 tháng 10, Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ tiết lộ tàu ngầm tấn công nhanh hạt nhân USS Hudson được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk tới Hàn Quốc hồi cuối tuần trước. Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho ngày 11 tháng 10 nói rằng Bình Nhưỡng sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân của nước này dưới bất cứ điều kiện nào. Đồng thời, ông cáo buộc Mỹ đã châm ngòi chiến tranh và kêu gọi Mỹ trước hết hãy dừng các động thái thù địch. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 17 giờ trên báo Pháp Luật ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin ngày mai. Bạn đã cập nhật tin tức ngày hôm nay. Bạn quá bận rộn để theo dõi những thông tin pháp luật trong và ngoài nước. Hãy đến với chúng tôi. Bản tin 17 giờ được phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh Belo.vn. Bản tin 17 giờ nhanh chóng, kịp thời, chính xác.